Ok, xin chào cả nhà, xin chào mọi người. Tối hôm nay thì vừa mới đi làm về nên là làm cho mọi người một cái video về thị trường của chúng ta ở thời điểm hiện tại. Hôm nay thị trường của chúng ta có sự biến động khá lớn đúng không ạ? Buổi chiều nay chúng ta chịu rồi. Chúng ta không giao dịch được. Cái sự không giao dịch được là nó do cả cái số lượng lệnh quá lớn vào cái thị trường, vào cái sự giao dịch của chúng ta nhiều quá. Tức là một cái tổng các cái số lượng lệnh vào sở quá nhiều. Thì đối với thời điểm hiện tại thì nhìn chung thì các cái công ty chứng khoán nó cũng bị quá tải, chứ không nói đến là sở giao dịch chứng khoán. Thì cái tốc độ tăng trưởng ở quy mô vốn hóa cũng như là tốc độ tăng trưởng về thanh khoản của thị trường nó cao quá. Dần đến là các cái hệ thống cũ nó không nâng cấp được để che tải đối với các cái quy mô thị trường hiện tại. Tất nhiên ở bên em thì ví dụ như bọn em thì VPS cũng đang đầu tư với một cái hệ thống nó khá là tốt, và hiện tại thì cái tốc độ chạy cũng như cái mà chúng ta đang sử dụng nó chỉ chiếm khoảng tầm 15 đến 20% cái công suất thiết kế thôi. Nhưng mà nó chỉ dành cho một số ít công ty là chịu đầu tư ở giai đoạn này thôi. Còn cả cái công ty khác thì đối với cả cái hệ thống cũ thì nó rất là dễ bị quá tải trong cả cái giai đoạn sắp tới của thị trường. Hai hôm nay thì ba hôm nay thì cuối phiên là hệ thống nó bị lỗi, là bởi vì cái thanh khoản của thị trường chúng ta thấy nó rất là lớn ở đây, đúng không ạ? Và thực ra thì nó cũng là một cái điều may mắn cho những cái người mua ngày hôm nay, bởi vì chúng ta sẽ tránh được một cái T. Tức là ví dụ như nếu mà chúng ta mua hôm nay mà chúng ta rượu, nếu không cẩn thận là chúng ta có thể lỗ trên khoảng tầm trên 7-8% là bình thường. Bởi vì cả cái phiên sell out của thị trường với khối lượng lớn thường là cái biên độ nó rất là lớn. Đấy. Hôm nay thì cũng nó cũng thực ra cái hệ thống lỗi nó cũng sẽ có một cái gì đó nhá, có lời cho nhà đầu tư hơn là cái hệ thống nó chạy được vào cái phiên hôm nay. Nó sẽ lời cho các bạn là cả cái cổ phiếu của các bạn là hai hôm trước nó chưa về kịp thì nó sẽ tránh được một cái T cộng thôi, đúng không ạ? Còn đối với thị trường chung của chúng ta thì ở thời điểm hiện tại nó đã phân phối đến phiên thứ năm này. Đó. Đối với khi mà thị trường giao dịch thì nếu như thị trường mà phân phối từ 3 đến 5 phiên liên tiếp thì chúng ta thấy rằng là cái độ chín chắc cũng như là cái rủi ro của thị trường nó đang rất là cao. Đó. Và cái này là chúng ta sẽ phải cần chuẩn bị, chúng ta phòng tránh, chứ không phải là lúc chúng ta để dựng mà chúng ta hưng phấn, chúng ta kiếm tiền. Hôm trước thì mình cũng có chia sẻ với các bạn rằng là đối với các cái trường hợp mà thị trường đạt đỉnh năm nào cũng thấy cái sự hưng phấn của thị trường nó bao giờ nó cũng cao, và người ta không nghĩ về nó sẽ đạt đỉnh. Bởi vì sao? Bởi vì người ta sẽ thấy cái dòng tiền vào thị trường, nhìn thấy thanh khoản, nhìn cổ phiếu chèn rụt thì người ta bị say trong cái việc kiếm tiền. Người ta bị say trong cái việc cố kiếm tiền rồi là sử dụng tối đa các cái khoản vay. Ở giai đoạn này thì các bạn sẽ thấy được rằng nếu như các bạn giao dịch ở các công ty chứng khoán ấy, thì nó sẽ thường có một cái tình trạng nó được gọi là headroom cổ phiếu, đúng không ạ? Ai mà gặp phải tình trạng này thì mọi người có thể là comment ở phía dưới, đúng không ạ? Thì năm nào cũng thế, khi mà thị trường lên quá cao thì các cái room về cổ phiếu của các công ty chứng khoán nó sẽ bị hết. Đấy. Tức là cái room này thì công ty chứng khoán họ sẽ mở ra một cái số lượng nhất định để cho vay đối với cổ phiếu đó. Nhưng mà đến cái thời điểm mà thị trường đạt đỉnh, cái nhu cầu về thị trường nó quá lớn thì cả công ty đồng loạt nó sẽ hết room, đúng không ạ? Còn một cái nữa là các bạn sẽ thường thấy ở giai đoạn này là cả công ty chứng khoán bị căng margin, tức là họ sẽ một số mã nó sẽ không được cho vay nữa, tức là nó sẽ không mở room cho các bạn vay nữa. Căng cứng về margin, căng cứng về cả cái nguồn thu. Một số các công ty chứng khoán nó sẽ phải huy động đối với các cái nguồn khác để bù đắp vào cái khoản vay của khách hàng ở giai đoạn này. Thì đó cũng là những cái tín hiệu mà chúng ta cần phải thấy là thị trường của chúng ta đang quá nóng, cái mức đòn bẩy của thị trường nó quá lớn và diện cái độ rủi ro đang tăng cao.
Khi mà cả cái công ty chứng khoán căng cứng hết về margin, khi cả cái nhà đầu tư sử dụng hệ số đòn bẩy nó quá lớn, thì nó dẫn đến là gì ạ? Cái lượng tiền để đẩy thị trường lên nó sẽ bắt đầu nó bị yếu đi. Đúng không? Chúng ta căng cứng margin thì chúng ta chỉ làm gì ạ? Chúng ta sẽ đợi cổ phiếu lên thì chúng ta chốt thôi. Đúng không ạ? Thì nó dẫn đến là gì ạ? Dẫn đến là cái tình trạng về cái cung cầu nó gặp nhau, nó tạo ra cái thanh khoản lớn. Thì năm nào nó cũng thế, giờ không hẳn là năm nay các bạn nhé, có thể là 1-2 năm vừa rồi thì cái thị trường của chúng ta rất là xấu. Ví dụ như năm 2018, 2019 thì cái thanh khoản của thị trường rất là yếu đuối và diện thị trường nó là một cái downtrend rất là mệt mỏi cả mấy năm trời. Dẫn đến là chúng ta chưa có những cái trạng thái hưng phấn giống như những cái giai đoạn này. Nhưng mà nếu mà các bạn giao dịch vào những cái năm 2013, 2014 hoặc là 2016, 2017 thì các bạn sẽ dễ nhận ra rằng là nó cả cái chu kỳ, cả cái giai đoạn nó lặp lại y hệt nhau. Tức là sao? Tức là khi cổ phiếu hưng phấn, cổ phiếu chạy nước rút, dòng penny chạy, cả cái công ty chứng khoán báo hệt rung, cả cái công ty chứng khoán căng cứng margin, tỷ lệ đòn bẩy của các nhà tự đầu tư sử dụng với tỷ lệ cao, rồi các bạn lên cả cái diễn đàn thì người người khoe lại, nhà nhà khoe lại, đúng không ạ? Thì dẫn đến một cái yếu tố là gì ạ? Là cái thị trường nó quá nóng. Quá nóng thì nó dẫn đến cái gì ạ? Nó rất là dễ bị xì hơi. Thì ở đây nếu như chúng ta để ý thì thị trường của chúng ta nó có gì ạ? Có sự phân phối khá là quyết liệt trong cái phiên hôm nay. Phân phối nó khá là quyết liệt. Tất nhiên thì do cái yếu tố về 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 lỗi của hệ thống của HOSE hôm nay nên là cuối phiên thì nó bị dừng. Nhưng mà thực ra thì mình thấy cái áp lực về cuối phiên cũng rất là lớn, rất lớn vào cuối phiên. Thì chúng ta sẽ phải đợi xem cái phiên ngày mai của thị trường như thế nào. Nhưng mà ở một cái góc độ nào đó thì các bạn phải quản trị cái rủi ro của mình ở giai đoạn này thật tốt. Bởi vì khi mà các bạn sử dụng cái hệ số đòn bẩy quá lớn thì rất nhanh chóng là các bạn sẽ lỗ lại. Rất nhanh đó. Ở phiên hôm nay thì chúng ta cũng sẽ thấy được rằng là ở giai đoạn khi mà thị trường đạt đỉnh đối với giai đoạn hiện tại, thì cả cái cổ phiếu dòng penny vẫn sẽ chạy. Penny chạy là một cái yếu tố mà chúng ta sẽ cần phải chú ý đặc biệt ở vùng đỉnh, bởi vì khi mà cả cái cổ phiếu có cái diện có cái thanh khoản cao, cả cái cổ phiếu tốt nó đã chạy hết chu kỳ, thì cái dòng cuối cùng đi lên của thị trường nó sẽ là dòng penny. Các bạn sẽ thấy cả cái cổ phiếu mà có mệnh giá nhỏ bắt đầu chạy đồng loạt, chạy bứt phá, chạy lên mạnh. Thì đó là cái giai đoạn cuối của chu kỳ đi lên của cổ phiếu các bạn nhé, cuối chu kỳ đi lên của cổ phiếu. Thì một số các bạn thì có thể nếu mà các bạn rủi ro cao thì các bạn phải mua sớm hơn, chứ thời điểm này mua penny vẫn là hơi muộn đó. Đây này các bạn sẽ thấy những cổ phiếu mà nó thuộc hàng bé nhất của thị trường nó bắt đầu chạy, thì đó là những cái dấu hiệu thị trường đang gặp rất nhiều rủi ro đó. Rất nhiều rủi ro. Chúng ta sẽ phải học cái cách để chúng ta phòng tránh, chứ không phải là ở giai đoạn này cái việc mà chúng ta không biết cách phòng tránh thì nó rất dễ xảy ra các sự biến động lớn. Khi mà các cái biến động lớn xảy ra thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái tốc độ mất tiền của các bạn còn khủng khiếp hơn là cái tốc độ của các bạn kiếm tiền. Các bạn biết tại sao nó lại như thế không ạ? Bởi vì cổ phiếu của chúng ta bao giờ cũng đi lên thang bổ và xuống thang máy. Đi lên rất là chậm nhưng mà xuống rất là nhanh. Thì các bạn thấy rằng là ở giai đoạn hiện tại thì các cái cổ phiếu penny đang đồng loạt chạy. Đây là một cái tín hiệu mà bao năm nay nó vẫn thế. Bao năm nay. Bạn sẽ thấy này. Đó. Rất nhiều các bạn sẽ tham gia vào cái dòng penny ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà với kinh nghiệm của mình trên thị trường thì mình khuyến khích các bạn là không nên
đánh dòng penny. Bởi vì đánh dòng penny thì về bản chất là nó hơi cờ bạc một chút. Đấy, hơi cờ bạc. Đấy, penny chảy rất là nhiều. Đó, các bạn sẽ thấy là gần như hàng loạt cả cái cổ phiếu tăng trần penny cả. Đấy, vốt này. Tình khi những cái cổ phiếu yếu nhất của thị trường mà đi lên được thì chúng ta sẽ thấy được rằng là thị trường của chúng ta đang đang rất là căng cứng, đang ở cuối những cái chu kỳ đi lên. Ở đây thì trong cái quá trình giao dịch ở trên thị trường thì bọn mình cũng có đưa ra một cái hệ thống về các cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết cái vùng đỉnh của thị trường. Ở đây là một trong những cái phương pháp xác nhận đỉnh mà nó không giống ai cả, nó dựa vào cả cái tín hiệu của thị trường chung. Thì đấy cũng là một trong những cái buổi hướng dẫn của mình ở trong cái khóa học mà mình có hướng dẫn cho các bạn. Bởi vì nếu mà các bạn không biết cái thời điểm mà tham gia thị trường, tức là những cái thời điểm ngon ăn nhất, cổ phiếu an toàn nhất để tham gia thị trường, cũng như là cái thời điểm mà các bạn rút ra khỏi thị trường, thì sớm hay muộn thì các bạn cũng sẽ bị mất tiền. Đó. Chúng ta chỉ tham gia được trong cái thị trường uptrend đi lên và phải rút ra được khi thị trường chung có các cái dấu hiệu đạt đỉnh. Và đối với các cái trường hợp mà đạt đỉnh thì các bạn nên rút ra trước khi thị trường đạt đỉnh. Bởi vì nếu như mà chúng ta rút quá muộn thì khi mà chúng ta mất đề phòng cả là thị trường của chúng ta có thể sụp đổ, một hai phiên là chúng ta bắt đầu lỗ lại. Nên là thường là chúng ta sẽ phải hạ trước khi thị trường đạt đỉnh hoặc là khi có cả cái áp thứ ba cuối cùng của thị trường đạt đỉnh. Ở đây chúng ta sẽ chú ý là thường là khi thị trường đi lên ở một cái mức giá rất cao thì nó sẽ có những cái thông tin về lãi suất rất là thấp, thị trường giảm lãi suất, cả cái tín hiệu vĩ mô rất là tốt. Đó, cái này là mình những cái tín hiệu mà bọn mình đã thống kê bao nhiêu năm nay rồi và đưa vào cả cái chương trình giảng dạy rồi, chứ không phải là chúng ta đang nói về thời điểm hiện tại này. Đó. Năm nào nó cũng thế chứ không phải là riêng mỗi năm nay. Cả cái dấu hiệu của nền kinh tế hết sức là tích cực, tích cực thì nó mới đạt đỉnh. Có một cái điểm nữa là các bạn sẽ thấy được rằng là ở giai đoạn này cả cái thông tin cực kỳ tốt, thông tin tốt của thị trường nó mới đạt đỉnh. Nên là chúng ta mới có câu là thị trường sinh ra trong hoảng loạn, lớn lên trong nghi ngờ và chết đi trong sự ảm đạm. Chết đi trong sự diện thỏa mãn, đúng không? Các bạn nhớ câu đó. Nên là lúc mà chúng ta thấy chúng ta thấy cảm giác thỏa mãn, chúng ta cảm giác là nó dễ kiếm tiền, thì đó là những cái thời điểm nó rủi ro. Nó được gọi là đỉnh cao, nó cũng là vực sâu các bạn. Đó. Thì các bạn thấy rằng là cái yếu tố về thông tin vĩ mô, cả cái thông tin về doanh nghiệp ở giai đoạn này rất là tốt, thì chúng ta sẽ cần phải đề phòng. Bởi vì cái yếu tố thông tin này mà nó sẽ dẫn đến cho chúng ta là rất nhiều người quá lạc quan về thị trường, nó dẫn đến là gì ạ? Nó dẫn đến là thị trường thu hút được rất nhiều các nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia. Tại sao các bạn lại thấy được rằng là khi mà các cái nhỏ lẻ tham gia nhiều vào thị trường thường là đạt đỉnh không? Đây là một trong những cái chương trình mà bọn mình giảng dạy, bởi vì khi mà nhỏ lẻ tham gia càng nhiều, nhỏ lẻ tham gia kiếm tiền càng lớn thì cái khả năng phân phối lại của các cái tổ chức nó mới cao. Tức là khi đó cả cái big boy, cả cái tổ chức họ mới bán lại được cổ phiếu của mình với giá tốt nhất. Đấy. Mà quy mô thị trường cả cái nhà đầu tư nhỏ lẻ càng lớn thì càng dễ dễ phân phối lại. Đó. Và đối với một cái quy mô vốn khoảng tầm mấy ngàn tỷ, khoảng mấy chục ngàn tỷ của cả cái quỹ thì nó chỉ cần lại khoảng tầm 30 40% hoặc là 20%, nó cũng đã cực kỳ rất lớn rồi. Rất lớn.
Ở giai đoạn này thì rất nhiều cả các chuyên gia họ sẽ nhận định thị trường lên. Cái này thì mình sẽ không hướng dẫn cho các bạn ở trong cái buổi này, bởi vì nó sẽ đồng chạm đến một số vài đồng nghiệp khác. Khi mà thị trường lên đến vùng đỉnh thì cả các cổ phiếu bắt đầu chạy nước rút và phân phối đi chạy nước rút. Ở các buổi chia sẻ trước thì mình cũng có chia sẻ cho các bạn rằng là khi thị trường đi lên đến một cái vùng giá cao thì nó sẽ bắt đầu bứt phá mạnh, cổ phiếu bứt phá mạnh, và khi bứt phá mạnh như thế thì nó chính là giai đoạn chạy nước rút của cổ phiếu, và đây cũng là thời điểm tốt nhất để bán cổ phiếu ra. Trong cái quá trình bán thì chúng ta cũng phải lưu ý rằng là gì, chúng ta sẽ không bán được đúng đỉnh đâu, không bán được đúng đỉnh, không bao giờ các bạn bán được đúng cái đỉnh của cổ phiếu cả. Cái đó là một cái việc nó khó, chứ đừng nói đến cái việc bất khả thi, nó rất khó. Thì khi mà các bạn bán xong thì các bạn phải chấp nhận là đang nếu như cái trường hợp mà cổ phiếu vẫn chạy thiệp thì không được quay lại mua, bởi vì cái việc quay lại mua là một cái việc rất rủi ro và nó dẫn đến cho các bạn rất là dễ bị nhốt 4 ngày. Ở trên thị trường của chúng ta thì nó có diện nó có T3. T3 tức là phải mua 4 ngày sau cổ phiếu mới về. Nên là nếu mà chúng ta mua sai điểm một cái là 4 ngày sau nó không biết nó sẽ rơi về đâu cả. Nên là cái điểm mua của chúng ta nó phải diện rất là chuẩn xác đối với thị trường khi cổ phiếu chạy nước rút. Còn nếu như mà cả cái điểm mua nó bị sai lệch thì các bạn sẽ diện sẽ lỗ rất là nặng đối với các cái trường hợp mà cổ phiếu đạt đỉnh hoặc là cổ phiếu nó rơi ngược trở lại. Đúng không ạ? Cổ phiếu đi lên ở nền số 3 lọng, tức là khi cổ phiếu đi lên cao thì cả cái phần phía sau nó bị lọng đi, nó không siết chặt lại. Thì cái này thì các bạn muốn học thì các bạn phải liên hệ với khóa học để các bạn học. Có một cái điểm nữa mà các bạn cần phải lưu ý ở vùng đỉnh nó chính là gì? Cổ phiếu penny chạy, cổ phiếu penny chạy nước rút đạt đỉnh. Khi mà cả cái cổ phiếu penny, penny là cả cái cổ phiếu mà nó có mệnh giá thấp, cơ bản kém, mà nó bắt đầu đồng loạt chạy lên thì các bạn sẽ thấy được ở thời điểm đó là thị trường rất rủi ro. Cứ khi nào cả cái dòng penny chạy thì đó là những cái tín hiệu mà chúng ta cần phải đề phòng đối với thị trường. Đấy. Còn nếu mà chúng ta cứ say trong cái việc kiếm tiền thì các bạn sớm muộn các bạn cũng sẽ mất lại. Và cái này thì nó không phải là mình quá bi quan đối với thị trường, nhưng mà cái này là bọn mình đã trải qua rồi. Trải qua vào thị trường vào những cái năm ví dụ như những cái năm 2013, 2014, 2015 cũng trải qua những cái chu kỳ không ai nghĩ là đỉnh thì nó lại rơi. Nên là chúng ta cũng không quá đặt nặng cái vấn đề đúng sai, mà chúng ta sẽ đặt nặng về vấn đề là chúng ta phải cẩn trọng hơn, phải an toàn hơn đối với cái tài khoản của mình. Trong cái mình tham gia thị trường vào năm khoảng năm 2012, thì đến đây cũng là khoảng tầm 9 năm rồi. Thì mình thấy được rằng là cái việc quản trị rủi ro nó mới là cái vấn đề quan trọng nhất của đầu tư, chứ không phải là cái việc kiếm tiền. Nó có một cái câu nói trong binh pháp, nó chính là muốn tấn công thì trước tiên phải phòng thủ, đúng không ạ? Các bạn muốn kiếm tiền là các bạn phải phòng thủ để không mất cái đạn. Cái câu nói này thì nó cũng được O'Neil nói lại, bởi vì các bạn sẽ thấy được rằng là kể cả thị trường Mỹ thì nếu mà xét trong một cái chu kỳ của nó rơi khoảng tầm 3 đến 5 năm, 3 đến 5 năm nhé, thì đa phần sẽ là mất. Đó. Nên là nó có một cái câu chuyện là khoảng tầm 95% cả cái nhà đầu tư ở trên thị trường là thua lỗ sau một cái thời gian họ tham gia thị trường. Rất là nhiều bạn sẽ bị ngộ nhận ở một cái vấn đề nữa, đó chính là các bạn nghĩ rằng các bạn đang đầu tư rất là tốt, rất là giỏi ở trên thị trường. Thì đối với trong một cái uptrend của thị trường ấy, thì cái việc mà mua đúng nó còn khó, dễ hơn cả mua bị lỗ. Đấy. Mua mà lỗ nó còn khó hơn cả việc mua đúng ấy. Khó hơn rất là nhiều. Đấy. Nên là cái đó nó dẫn đến là các bạn bị ảo tưởng về cái sức mạnh bản thân. Đó. Thực ra thì ở giai đoạn trước đây thì mình cũng bị như thế. Sau này mình bị một cái nó tức là mình bị thua lỗ một cái giai đoạn cực kỳ lớn, các bạn không không hình dung là mình mất bao nhiêu tiền đó.
bởi vì nó rất là lớn ở cái thời điểm đó. Nên là khi mà chúng ta cảm giác tự tin quá, cảm giác mà mình tài giỏi quá thì nó rất là nguy hiểm đối với thị trường chứng khoán, bởi vì trong chứng khoán thì mất tiền nó nhanh hơn là kiếm tiền, xua về các bạn là như thế, đúng không ạ? Nên là các bạn sẽ thấy ở trên cả cái cộng đồng mạng, các bạn sẽ thấy ở trên cả cái kênh YouTube rất là nhiều người họ đầu tư lâu năm ấy, thì những người giai đoạn này họ lại khuyến nghị cho các bạn là gì ạ? Nên cẩn trọng đối với thị trường, nên rút ra bớt cả cổ phiếu. Thì đối với cái kinh nghiệm 9 năm tham gia thị trường của mình thì mình cũng nghĩ cái vấn đề đó là hoàn toàn hợp lý. Bởi vì thị trường quá nóng, cổ phiếu chạy nó rút, đầu cơ đặt bứt phá mạnh, cổ phiếu đi lên cả cái nền số 35, cổ phiếu chạy nó rút và phân phối định, thị trường có đến hôm nay là có 5 phiên phân phối rồi các bạn. Nên là gì ạ? Nên là cái việc mà chúng ta cẩn trọng, chúng ta bảo vệ được cái thành quả của chúng ta là cực kỳ quan trọng ở giai đoạn này. Bảo vệ thành quả. Bảo vệ thành quả thì nó có hai cái yếu tố, một là cái cổ phiếu các bạn chọn, cái thứ hai nữa là gì ạ? Quy mô vốn các bạn ấy. Các bạn phải giữ được một cái tỷ lệ vốn nó đủ an toàn cho cái tài khoản của bạn, không bị thua lỗ quá nhiều. Hôm qua thì mình cũng có chia sẻ cho các bạn về một cái gì nhỉ, cái công thức tính về về lợi nhuận, đúng không ạ? Khi mà thị trường đi lên cao, nếu mà các bạn sử dụng tỷ lệ đòn bẩy quá cao, tốc độ mất tiền của các bạn sẽ rất là nhanh. Ví dụ như mình ví dụ như chẳng may cái cổ phiếu của các bạn đang đánh 37 mà nó bị sàn một phiên, tức là hôm đó các bạn sẽ mất khoảng tầm 20% lợi nhuận. Nó rất nhanh nha. Mình chậm lấy một chút nữa, nó có thể là lên đến khoảng tầm 40% lợi nhuận. Khi đó các công ty chứng khoán sẽ bán các cổ phiếu của các bạn này. Đấy. Và nó bị stress các bạn. Mình bị dính mấy lần. Mình bị dính mấy lần. Nó bị stress. Tức là nếu mà các bạn đánh quy mô vốn khoảng mấy trăm triệu thì đôi lúc nó còn không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng mà bọn mình đánh đến quy mô khoảng tầm 100 tỷ hoặc là quy mô lớn rồi, thì nó sẽ dẫn đến là cái vấn đề là nó bị rất là mệt mỏi. Hôm trước thì khi mà mình rút cổ phiếu ra, mình bán cổ phiếu ra, thì mình cũng có nói về này, đây này, tôi hôm nay tôi bán khoảng hơn 100 tỷ. Thì ở đây các bạn sẽ hiểu rằng là khi mà bọn mình vào một cái quy mô vốn lớn hoặc là rút ra với một cái quy mô vốn lớn, thì nó là một cái bài toán rất là khó rồi, đúng không? Nó bài toán rất khó so với các bạn. Ở đây là bọn mình đầu tư lớn ở trên thị trường thì bọn mình mới chia sẻ như thế. Chứ không phải là bọn mình đã khoác đâu. Đấy. Nếu mà các bạn là khách hàng của bên mình thì các bạn sẽ biết, đúng không? Còn đối với các cái dấu hiệu về thị trường chung, thì các bạn phải lưu ý rằng là khi thị trường chung đạt đỉnh, thì nó sẽ có chạy nó rụt. Chạy nó rụt đây là một cái dấu hiệu mà chúng ta sẽ thường thấy xuất hiện ở vùng đỉnh. Năm nào cũng thế, năm nào cũng vậy. Đã là đỉnh thì nó sẽ có chạy nó rụt, chạy rất là mạnh, chạy bứt tốc, cổ phiếu tăng ầm 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 ầm. Trước đó thì tăng rất là nhẹ nhưng mà đến càng đến đỉnh là chạy mạnh, năm nào cũng thế. Nên là các bạn đừng có suy nghĩ cái vấn đề rằng là gì là cái lượng mở tài khoản lớn là có dòng tiền lớn đi vào, không có chuyện đó đâu, năm nào nó cũng thế. Nó chỉ là cái yếu tố để chúng ta giải thích cho hiện tượng thôi. Còn đối với cả cái thống kê của mình ở trên thị trường, những cái năm từ năm những cái năm mình đầu tư ở trên thị trường ấy, thì mình thấy rằng là năm nào đến vùng đỉnh thì ai cũng có lý do để thị trường còn tăng tiếp. Nó có một cái số lượng cái ngày chỉnh lại về khối lượng gia tăng. Thì trong cái phân phối đỉnh thì nó sẽ có ba dạng phân phối, tức là phân phối chỉnh lại, phân phối sell out và phân phối uptrend. Thì hiện tại thì nó chưa có uptrend. Mình thì đúng ra thì mình nghĩ là phiên hôm nay hoặc là phiên ngày mai nó sẽ có một cái áp thớt rất là mạnh. Nhưng mà khi mà cái áp lực về cuối phiên thì mình thấy rằng là gì? Hệ thống nó bị lỗi, thì nó cũng là một cái yếu tố khá là ok cho các bạn đấy. Bởi vì nếu mà hôm nay nếu như mà thị trường bị bán tổng bán tháo vào cuối phiên thì cái độ rủi ro của các bạn sẽ rất là cao. Nhất là đối với các bạn mua khoảng cách đây khoảng tầm 2 phiên ấy. Đấy. Hàng chưa về thì tự nhiên là chúng ta lại tránh được một cái phiên phiên T cộng.
Đối với thị trường phân phối thì chúng ta lưu ý rằng là nó sẽ có từ 3 đến 5 phiên phân phối. Một số các trường hợp chỉ cần một phiên phân phối là nó đi rồi. Và đối với cả cái phiên up thứ 3 thì cái khối lượng của thị trường nó sẽ rất lớn. Hoặc là seek out cuối thì nó sẽ khối lượng rất lớn. Nó giống như cả cái trường hợp này các bạn này. Đấy, nó được gọi là cả cái up thứ 3. Khi mà thị trường xuất hiện cả cái áp thớt thì các bạn sẽ phải hiểu rằng là đồng loạt nó sẽ giảm sàn. Đây này, các bạn nhìn thấy nó có biên độ là khoảng tầm 3,6% không? Đó, 3,6%. Rất là khủng khiếp. Ở đây phân phối kèo này, đấy, sell out này, sell out tiếp kèo này, sell out tiếp phần kèo tiếp này. Đấy. Rồi sau đó nó phân phối tiếp này. Rồi lúc đó nó mới bắt đầu rơi. Khi nó rơi ở đây thì rơi khoảng tầm 3 phiên ở đây là các bạn bắt đầu lỗ lại. Nếu mà các bạn không kiếm được nhiều tiền ở giai đoạn vừa rồi là khoảng tầm 3 phiên rơi là các bạn lỗ. Không tin thì không sao mà xem. Hoặc là các bạn nào đánh cả cái chu kỳ đầu của thị trường ấy, thì các bạn sẽ thấy được rằng là nếu mà chúng ta diện để quá muộn mới bán, hoặc là phiên này hoặc là phiên này chúng ta mới bán thì nó sẽ dẫn đến là các bạn sẽ lỗ rất nặng. Đây là cả cái áp thớt các bạn này. Biên độ của nó khoảng tầm 1,5%. Đây cũng là áp thớt này. Phiên hôm nay nó giống với phiên này. Khi mà có cái phiên phân phối cuối của thị trường thì cái khối lượng nó sẽ rất là cao. Đấy, khối lượng nó rất là cao. Ở đây thì nó cũng là áp thớt 3, nhưng mà đây là một cái giai đoạn mà các bạn nhớ là giai đoạn gì không? Nó là giai đoạn chứng khoán Mỹ bị down rất là mạnh. Là năm 2018. Nó rơi khoảng tầm 2 phiên như thế này là bắt đầu lộ ngược hết rồi. Đầu tư chứng khoán thì nó kiếm tiền thì các bạn sẽ cảm giác rất lâu, nhưng mà mất thì nó sẽ rất là nhanh. Đây là cả cái áp thất 3 này. Ở đây nó rơi khoảng biên độ khoảng 2%. Đây là áp thớt này. Cả cái phiên phân phối cuối của thị trường thường là có khối lượng cao nhất. Nên mình hôm nay mình bắt đầu quan sát thị trường. Thì mình thấy được rằng là cái khối lượng của cái phiên hôm nay rất cao. Bởi vì cái cuối phiên nó không giao dịch thôi. Thế mà khối phiên nó giao dịch thì khối lượng nó sẽ còn cao hơn rất nhiều nữa. Cao hơn rất là nhiều. Đó. Hai phiên cuối bao giờ cũng là hai phiên cao nhất. Phiên này và phiên áp thấp, còn cả cái khối lượng phía trước nó khi mà nó so sánh với cái phiên này thì nó sẽ thấp hơn hẳn đó. Thì đó là những cái lý do mà chúng ta cần phải cẩn trọng đối với thị trường của chúng ta ở thời điểm thẳng. Còn ở đây thì nó có phiên này này, phân phối này, phân phối này, phân phối, phiên này cũng là phân phối này, phiên hôm nay cũng là phân phối, khối lượng rất cao, càng phân phối càng chặt. Nó thì đó là dấu hiệu của vùng đỉnh, nó giống như những giai đoạn này. Hôm trước thì mình ở giai đoạn này mình cũng có cảnh báo cho các bạn đúng không ạ, phân phối này, phân phối tiếp này đó ạ, đây cũng là phân phối này, đây cũng phân phối này đó, khoảng tầm 1 2 3 4 ở đây là phân phối thứ 5 này. Khối lượng rất lớn đó. Rồi sau đó nó có một cái giai đoạn đặt đỉnh và rơi xuống ở đây, các bạn thấy không? Một số các bạn có nói rằng là nhiều cổ phiếu nó chưa chạy, nhưng mà không phải nghĩa là nó không chạy thì diện nó không đạt đỉnh. Nó giống như cái trường hợp của Bit này, là ví dụ như cổ phiếu ở từ vùng này nó đi lên là khoảng một đoạn rất là ngắn ở đây, khi mà thị trường có sự biến động thì nó vẫn diện nó vẫn rơi, chứ nó không đi lên được thị trường, hoặc là nó không phải là nó chưa lên thì nó sẽ tiếp tục lên các bạn nhé. Nên là chúng ta sẽ phải phòng tránh đối với những giai đoạn này. Các bạn mà mua ở đây về đến đây là các bạn sẽ lỗ rất nặng, lỗ rất nặng. Hoặc là mua đến từ trên này mà các bạn về đến đây mà các bạn bày bán nên nó sẽ lỗ rất là nặng. Đó. Tất nhiên thì những cái cổ phiếu này thì các bạn có thể là chúc đợi cho cái giai đoạn sắp tới.
Hôm sau thì mình có thể là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia đối với những dạng cổ phiếu nó có thể đi ngược thị trường chung. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ phải diện chúng ta sẽ phải quan sát và chúng ta sẽ phải cẩn trọng đối với thị trường. Mình thì có một cái điều là ngày xưa mình mất tiền nhiều nên là mình sợ, còn các bạn chưa mất thì có thể là các bạn chưa sợ lắm, đúng không? Nên là tính mình hay sợ các bạn nhé. Tất nhiên thì tham gia thị trường thì mỗi chúng ta nó có một cái quan điểm riêng về về cái đầu tư. Có thể là người theo trường phái này, người theo trường phái kia, người theo đầu tư giá trị, người theo đầu tư theo dòng tiền đấy. Thì nó cũng tùy vào cái cách mà người giao dịch, nhưng mà đối với mình thì khi mà có cả cái tín hiệu thị trường rủi ro là mình sẽ rút ra. Đó là nguyên tắc về giao dịch rồi. Mình cảnh báo thì ở đây nó cũng chỉ là diện đưa ra cả cái quan điểm cá nhân của mình, các bạn có thể nghe hoặc không nghe cũng được, đúng không ạ? Cái câu chuyện của đầu tư bao năm nay nó vẫn thế, đó chính là diện trong một cái chu kỳ lên thì bạn kiếm được bao nhiêu, và cái khó hơn nữa là bạn sẽ còn giữ được bao nhiêu nếu như thị trường đạt đỉnh và rơi xuống. Chứ không phải lúc nào thị trường cũng kiếm được tiền đấy, không phải lúc nào cũng kiếm được tiền. Nếu như đến thời điểm hiện tại mà gửi tài khoản của các bạn chỉ lại được khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 30 đến 40% thì các bạn sẽ rất là dễ bị lỗ ngược chỉ trong khoảng tầm 2 đến 3 phiên đối với thị trường đạt đỉnh. Còn nếu như mà các bạn có mức sinh lãi tốt hơn thì nó sẽ mất đi một cái khoản lợi nhuận nếu mà các bạn xác định sai vùng đỉnh. Rất là nhanh, đúng không ạ? Ok, đó là những cái chia sẻ của mình về thị trường của chúng ta ở thời điểm hiện tại. Nói chung là cứ phải cẩn trọng thôi các bạn nhé. Các bạn nhớ bấm subscribe kênh để ủng hộ kênh nhé. Đây. Các bạn nào muốn tham gia một cái khóa học bên mình hướng dẫn thì các bạn có thể là đăng ký vào cái Ok. số điện thoại của mình nhé. Đấy, mình có số Zalo ở đây. Ở đây thì trong cái khóa học này thì cái phương pháp của bọn mình là chính là diện đầu tư bền vững, tức là trong một cái chu kỳ sóng, trong một cái giai đoạn thì mình có thể tham gia tìm kiếm những cái cổ phiếu tốt nhất, và đến một cuối một cái chu kỳ sóng thì chúng ta mang được tiền về. Đấy. Chứ đôi lúc bọn mình đầu tư có thể là cái mức lợi nhuận ở thời điểm hiện tại nó không bằng các bạn đâu, nhưng mà có một cái điều chắc chắn là bọn mình kiểu gì cũng sẽ phải mang được tiền về. Thì đó mới là cái khó. Kiếm tiền nó dễ nhưng mà mang về nó mới là khó. Còn các bạn tham gia cả cái hệ thống bên dung khách hàng của bên mình ấy, thì có thể liên hệ với bạn Huy Tùng ở đây. Huy Tùng ở đây. Số tài khoản ngân hàng của mình thì ở đây nhé, các bạn có thể đóng học phí. Khóa học này thì ngày 15 tháng 1 là bắt đầu khai giảng rồi. Các bạn nếu mà đóng trước ngày mùng 5 tháng 1 thì các bạn sẽ học phí sẽ là 7 triệu. Còn đóng sau cái ngày ngày này thì học phí sẽ là 10 triệu các bạn nhé. Còn cả cái phần mềm cũng như là cả cái công cụ hỗ trợ thì bên mình sẽ hỗ trợ cài cho các bạn để các bạn có thể là học tập một cách tốt nhất có thể. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn có một mùa Giáng sinh vui vẻ. Thank you.